mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bên đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa. Mưa làm ướt chiếc áo bà ba, anh chợt nghe lòng mình xót xa. Hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa. Ngày nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn. Ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm. Anh làm chú rể dáng hiền lương, em làm dâu hiền thật dễ thương. Họ hàng mừng vui cầu cho đôi nữa yêu nhau trọn đời. Lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà. Bằng lòng đi em còn chờ đợi chi đây. Anh thề yêu mãi chỉ mình em, như con đò cắm sào một bên sông. Dù trời mưa giông, dù cho bao tố vẫn không xa rời. Và tiếp tục thì em sẽ chia sẻ tiếp video về cái đoạn bên kia từ quốc lộ 1A này di chuyển qua tới giao với ngã tư Mỹ Phú trên tuyến đường Bình Lợi Tân An tiếp tục nha. Và bây giờ thì em từ khu vực của điểm giao của ngã tư quốc lộ 1A giao với đường Bình Đại Tân An nè, tại Khánh Hậu nè của Tân An, em tiếp tục di chuyển vào bên trong địa phận trên con đường của đường Bình Đại Tân An tới điểm cuối là giao với ngã tư Mỹ Phú giao với tuyến đường quốc lộ 62 á. Ở đoạn này thì cũng có nhiều cái khu vực đã hoàn thành trên cái tuyến đường Bình Đại Tân An này rồi, nhưng mà thời điểm trước thì em có chia sẻ ở video vừa rồi á, thì cầu Gạch Chanh cũng đang thi công, cũng chưa có hoàn thành, thì hôm nay không biết là như thế nào, thì cùng theo em xem toàn tuyến của đường Bình Đại Tân An này như thế nào nha. Ở những đoạn đã hoàn thành như thế này thì em sẽ di chuyển nhanh xíu cho cả nhà mình có đỡ tốn thời gian á. Ở khu vực bên đây của đường Bình Đại Tân An thì người ta cũng được thi công với mỗi bên có hai làn xe nè. Từ vị trí này tại ngã tư giao quốc lộ 1A thì mình chạy trên đường Bình Đại Tân An hướng về quốc lộ 62 tại ngã tư Mỹ Phú á, với quãng đường khoảng 9 km hơn trên tuyến đường Bình Đại Tân An nha. Và vị trí bên đây thì mình sẽ có một điểm giao, sẽ có những điểm giao trên tuyến đường này, và có một cái cầu vượt để vượt qua cái cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nữa. Bây giờ cụ thể ra sao thì mời cả nhà cùng xem tiếp trên video này.
Ở trong khu vực này, tại Tân An này thì mình thấy là bà con mình trồng rau màu, sản xuất nông nghiệp là nhiều nha. Như mình thấy là trồng thanh long như nãy vừa rồi cả nhà cũng thấy đó, rồi mướp, rồi ớt, đó, rồi đậu bắp. Và cùng tiếp tục theo em di chuyển đến cầu Gạch Chanh trên đường Vành Đai Tân An nhé. Tại đây ở hai bên đường thì mình thấy là có trồng bông nè, chuẩn bị làm khuôn viên cây xanh ở hai bên đường nè, có trồng bông giấy. Xa xa mình thấy có bụi bông giấy nè. Ở đây mình đang di chuyển lên cầu Máng nha. Ở trong khu vực này thì mình thấy là người dân trồng vườn cũng có nè, như là những cái vườn dừa, vườn chuối, rồi xa xa có những cái khu vực trồng lúa nè, rồi trồng hoa màu, nông nghiệp phát triển là chủ yếu. Thì mình chạy từ con đường này qua khỏi cầu vượt một xíu thì mình sẽ đến khu vực của cái khu vực đó, là khu vực khu công nghiệp Lợi Bình Nhơn á. Thấy bà con chủ yếu là mình thấy là về lao động phổ thông làm các cái công ty tại khu vực của khu công nghiệp Lợi Bình Nhơn, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn là nhiều. Và bên cạnh đó thì bà con ở khuôn viên ở khu vực này thì mình thấy là nông nghiệp là chủ yếu, trồng rau màu, vườn cây ăn trái, ruộng lúa. Đây là đến khuôn viên của ấp Ngãi Lợi A nè, một khu vực của xã Lợi Bình Nhơn. Cô chú và quý vị khán giả có thể nhìn thấy xa xa là những chiếc xe container cũng như là những xe tải, những ô tô đang di chuyển ngang qua tuyến đường của mình đang di chuyển nè, ở bên dưới. Và bên dưới đó chính là cái tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha. Thì em đang di chuyển lên cầu vượt số 7 nè, một cái cầu vượt dành cho đường Vành Đai Tân An, cầu vượt số 7 cho các nhà xem bên dưới. Dưới chính là tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, và hướng này của đường cao tốc đổ lên Thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn ngược lại thì tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đổ về nút giao Phan Cửu Nghĩa, đổ về Tiền Giang á, đổ về Mỹ Thuận á, đổ về cầu Mỹ Thuận 2.
Hiện tại thì cầu Mỹ Thuận 2 cũng sắp sửa, rồi sắp sửa Hợp Long rồi, còn ít tháng nữa thôi à. Ở bên dưới hai bên khuôn viên này bà con trồng rau màu nè, thấy trồng thanh long rồi trồng dây khổ qua rồi dưa leo, bầu bí mướp, xa xa trong thì có vườn chuối, vườn dừa này, và cũng có nhiều chỗ làm ruộng nữa. Có những chỗ hình thấy làm ruộng là bây giờ người ta đã lên clip, người ta là trồng vườn rồi nè, người ta đặt dừa vô rồi đó. Mình chạy thẳng tới phía trước là khuôn viên này, khuôn viên của đất công nghiệp rồi. Ở bên phải màn hình chính là những cái công ty hãng xưởng của khu công nghiệp, của cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn. Và mình chạy trên đường mà ra Tân An thì thẳng ở phía trước thì mình sẽ đến khuôn viên của cầu Gạch Chanh. Thì không biết cầu Gạch Chanh đã Hợp Long hay chưa, thì bây giờ em sẽ di chuyển tới phía trước một xíu nha. Đây có đàn bò. Rồi phía dưới chặn lại rồi, chưa có đi diễn được rồi cả nhà ơi. Tới điểm vị trí này thì chặn lại rồi. Hiện tại thì cầu vẫn chưa xong nha cả nhà. Đoạn này cũng không thể chạy được tới phía trước.
em cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị em mình về những hình ảnh ở trên cao khu vực thi công xây dựng cầu Gạch Chanh trên tuyến đường Bình Đại Tân An hướng về phía trước để mình đổ về điểm đầu của đường Bình Đại Tân An giao với ngã tư Mỹ Phú và giao với tuyến đường quốc lộ 62 với quãng đường hơn 9 km từ điểm giao cắt với quốc lộ 1A đến ngã tư Mỹ Phú. Đang thi công cầu Gạch Chanh cũng sắp sửa trong cái giai đoạn hợp long rồi, chỉ còn những cái hạng mục cuối cùng là sẽ hợp long và cuối cùng là sẽ không tiến không xe trong thời gian sắp tới. Hiện tại đang thi công cái nền đường chân cầu ở hai bên của đường cầu Gạch Chanh và thi công lan can trong thời gian sắp tới, và hãm nhựa trên cầu và thi công những cái khe co giãn trên cầu nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị em và quý vị khán giả đã xem video đến thời điểm này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở những video sau của em nha. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nha.